đại diện đội quản lý bảo trì đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cho biết, hiện tại các tuyến đường dẫn đang được tiến hành thi công sửa chữa. Thời gian sửa chữa sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 năm 2022. Thực hiện kế hoạch sửa chữa các công trình trên các tuyến đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương năm 2022, chủ đầu tư Cục Quản lý Đường bộ 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn sẽ tiến hành thi công sửa chữa hư hỏng mặt đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn nhánh Chợ Đệm, bên trái tuyến km thứ 9 400 đến km thứ 10 000, nhánh cao tốc Đồng Tâm km thứ 1 500 đến km thứ 6 780 và nhánh cao tốc Lương Phú km 0 290 đến km thứ 2 220. Với những vị trí mặt đường bị rạn nứt nhỏ, hằn lún nhẹ, đơn vị thi công sẽ tiến hành cào bóc mặt đường cũ bị hư hỏng, sau đó tiến hành tưới nhựa tương và thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa nóng. Đối với những vị trí mặt đường bị rạn nứt nặng, lún, trồi nhựa, sẽ tiến hành cắt mặt đường, thi công đào mặt đường bị hư hỏng, sau đó sẽ tiến hành làm lại nền đường bằng cấp phối đá dăm và cuối cùng thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa nóng. Đối với mặt đường bị rạn nứt lớn, nứt mai rùa phân bố tập trung, đơn vị thi công sẽ tiến hành cào bóc tái sinh nguội, sau đó thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa nóng. Sau hơn 10 năm đưa vào khai thác sử dụng, hiện nay do ảnh hưởng bởi thời tiết, lưu lượng xe chạy rất lớn, nên một số vị trí thuộc các nhánh đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương như nhánh Chợ Đệm, đoạn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nhánh Đồng Tâm, đoạn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang và nhánh Lương Phú, đoạn xã Thân Cổ Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang bị hư hỏng, xuống cấp, mặt đường bị rạn nứt mai rùa, bong tróc. Mặc dù các đơn vị quản lý bảo trì có triển khai duy tu bảo dưỡng thường xuyên nhưng vẫn không thể giải quyết được triệt để những hư hỏng kể trên. Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công sửa chữa, các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát. Tại các vị trí đang thi công phải chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh các biển báo giao thông và tuân thủ theo sự điều khiển giao thông của các đơn vị chức năng.